Ngày 18 tháng 10 vừa qua thì Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có cái tờ trình về việc thẩm định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng cái khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn 2050. Thì trong cái video này thì TNVET phân tích cái bản đồ quy hoạch mới nhất về cái khu kinh tế Vân Phong vừa được gửi lên Bộ Xây dựng thẩm định và chờ đợi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thì anh chị nào mà chưa biết về cái khu kinh tế Vân Phong thì có thể là xem video giới thiệu tổng quan về Vân Phong dưới cái phần mô tả. Vân Phong thì thuộc hai huyện đó là Vạn Ninh và thị xã Vạn Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Có tại đây thì có cái vị trí là một cái vịnh nước sâu ở bình quân từ 22 đến 26 mét, là vị trí mà gần nhất với cái tuyến hàng hải lớn thứ hai trên thế giới. Chính bởi những cái ưu điểm rất là phù hợp với việc xây dựng cửa ngõ về giao thương quốc tế khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả Việt Nam với lại thế giới. Thì đây chính là cái bản đồ về quy hoạch version 45 trình lên Bộ Xây dựng để duyệt. Thì đối với lại cái khu kinh tế về Vân Phong ấy thì được chia làm hai khu vực về chức năng chính anh chị. Khu vực đây là khu vực về Bắc Vân Phong và khu vực phía dưới này là khu vực về Nam Vân Phong. Khu vực phía Bắc thì sẽ tập trung phát triển về du lịch, vấn đề về nghỉ dưỡng. Còn phía Nam thì sẽ tập trung về công nghiệp. Đối với khu vực phía Nam này thì tổng cộng là có 9 cái khu công nghiệp. 9 khu công nghiệp với cái diện tích quy hoạch gần 5.000 hectare. Thì trong đó có khu công nghiệp Vạn Lương này, khu công nghiệp Vạn Hưng, khu công nghiệp Dốc Đá Trắng, khu công nghiệp Ninh An này, khu công nghiệp Ninh Thọ và khu công nghiệp Ninh Dinh 1, Ninh Dinh 2, Ninh Dinh 3. Là định hướng phát triển là khu công nghệ cao, phát triển với các cái ngành điện tử, tin học. Đối với phía Nam thì đặc biệt nhất đó là về khu công nghiệp về Ninh Tịnh nha chị. Thì đây là khu vực được xem là quan trọng nhất của cái khu kinh tế Vân Phong, quy hoạch với diện tích là 930 hectare, chuyên phục vụ về hậu cần này, cảng trung chuyển hàng hóa nằm tại khu vực này và nơi tập kết của hàng hóa của 9 cái khu công nghiệp trong cái khu kinh tế Vân Phong này, các cái khu công nghiệp trong Nam Trung Bộ, ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Thì cảng trung chuyển quốc tế này thì là một trong 4 cái cảng mà lớn nhất của Việt Nam, là nơi mà gắn gần nhất với là cái tuyến hàng hải vận chuyển hàng hóa và hàng hải lớn nhất trên thế thứ hai trên thế giới. Và cái điểm đây là sẽ là cái điểm mà trung chuyển về vấn đề về hàng hóa từ Sinh đi Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thì anh chị có thể xem qua một số cái hình ảnh về tương lai của khu cảng trung chuyển quốc tế Nam Vân Phong. Nó giống như là một phần của một trong 9 cái khu của cảng Singapore nha chị. Thì quanh cái khu vực về cảng trung chuyển quốc tế này thì ngoài ra thì còn có khu vực là khu kho dầu về ngoại quan này, khu vực về đóng tàu nhà máy Hyundai. Và trên hình ảnh của anh chị nhìn trên màn hình đấy là về khu vực về nhà máy nhiệt điện về Vân Phong đang trong quá trình về xây dựng. Và nhà máy nhiệt điện này thì cùng với lại nhà máy về năng lượng về mặt trời sẽ là nơi để mà đảm bảo cho an ninh về năng lượng phục vụ cho khu kinh tế Vân Phong trong tương lai. Để mà phục vụ cho việc phát triển về công nghiệp ở trong cái khu kinh tế Nam Vân Phong, khu vực Nam Vân Phong thì Trung Bộ và Tây Nguyên một cái cách đồng bộ nhất thì có xây dựng các cái hệ thống về các cái giao thông về trọng điểm kết nối trong khu kinh tế cũng như là các cái khu vực bên ngoài. Thì điển hình đấy là tuyến về cao tốc Buôn Ma Thuột Khánh Hòa. Thì đối với tuyến cao tốc này thì dự kiến sẽ làm sao ạ? Khởi công xây dựng trước tháng 6 năm 2023 và đưa vào hoạt động và năm 2027. Thì hiện tại bây giờ thì tuyến cao tốc này thì đang trong quá trình là cắm mốc và đền bù về giải phóng về mặt bằng rồi nha anh chị. Cụ thể thì tuyến cao tốc này thì nó bắt nguồn từ bắt đầu từ khu vực này Buôn Ma Thuột, sau đó thì sẽ kéo dài xuống khu vực và điểm kết nối với lại quốc lộ là 26B. Và cái khu vực về quốc lộ về đường tuyến đường về 26B này thì nó có quy hoạch là từ 60 đến lại 80 mét, và cái trục 26B này thì đi qua các cái khu công nghiệp và nối thẳng ra cái cảng trung chuyển quốc tế ở khu vực này. Thì đường 26B thì nó sẽ kết nối lại là thứ nhất là về quốc lộ 1 này, cao tốc Bắc Nam,
và tuyến mà sẽ gom hàng hóa từ các cái khu vực về Tây Nguyên, Nam Trung Bộ về khu vực về cảng trung chuyển quốc tế. Thì để mà phát triển về các cái khu công nghiệp tại khu vực về Nam Văn Phong này thì cần một cái lượng quỹ đất ở khu vực này thì nó rất là lớn để mà phục vụ cho cán bộ nhân viên về đây để mà khi mà làm việc. Thì trong đó thì điển hình thì có khu các cái khu về tái định cư cũng như là dân cư hiện hữu tại khu vực này sẽ phục vụ cho các cái khu công nghiệp trong tương lai và sẽ được lấp đầy. Thì đây là một trong những cái mảng đầu tư bất động sản tại khu vực về Nam Văn Phong nó rất là tiềm năng bởi vì cái nhu cầu cũng như là cái tính thanh khoản rất là cao tại khu vực này. Thì anh chị có thể tham khảo một số khu vực để mà đầu tư, ví dụ như là về khu tái định cư về Ninh Long thì nó nằm trong cái quần thể là về khu ở đây là khu về quy hoạch về ở đô thị ở khu vực này. Đây là khu tái định cư và nó nằm xen kẽ ở giữa rất nhiều các cái khu công nghiệp tại khu vực này, thì đây là một vị trí rất là tiềm năng. Ngoài ra thì anh chị có thể là lựa chọn những cái bất động sản ở khu vực là thị xã về Ninh Hòa, thì anh chị thấy đó là thị xã Ninh Hòa là nó nằm khu vực ở giữa các cái khu công nghiệp Ninh Diên 1, 2, 3, khu công nghiệp về Dốc Đá Trắng và khu công nghiệp Vạn Hưng ở khu vực này anh chị. Thì anh chị có thể là lựa chọn những bất động sản, những cái đất xen kẽ ở trong khu dân cư nằm ở trên các cái trục đường nhánh, đường lớn như này để mà anh chị có thể là lựa chọn đầu tư. Thì sau này anh chị có thể là đầu tư làm nhà cho thuê cho nhân viên, nhân sự khi mà về các cái khu công nghiệp này đến mà làm việc. Ngoài khu thị xã Ninh Hòa này thì anh chị có thể là lựa chọn những bất động sản ở khu vực ở giữa hai khu công nghiệp, đó là khu công nghiệp Dốc Đá Trắng và khu công nghiệp về Vạn Hưng ở khu vực này. Thì ở đây thì có một cái quỹ đất ở giữa kẹt giữa hai khu công nghiệp này thì nó rất là ít và cái tiềm năng về tăng giá ở khu hai ở giữa ở hai khu vực này thì nó sẽ rất là lớn anh chị. Thì giá bất động sản tại khu vực hiện tại bây giờ thì nó cũng chỉ dao động từ 5 đến là 12 triệu đồng trên một mét vuông là đất xen kẽ giữa hai khu công nghiệp này thì rất là tiềm năng. Ngoài ra thì anh chị để ý đó là khu vực về Dốc Lết thì hiện tại bây giờ có quy hoạch phần màu hồng này là phần mà đất là quy hoạch làm du lịch về nghỉ dưỡng tại khu vực này, còn phần màu sọc màu cam này thì quy hoạch là đất ở về đô thị, phần màu vàng này là quy hoạch về đất tổng hợp bao gồm mà thương mại dịch vụ và ở. Tiếp theo là khu vực quy hoạch về khu vực về Xuân Vinh và Xuân Tự 1, 2 thì như anh chị hình dung ấy, trên bản đồ quy hoạch thì thấy được là hiện tại bây giờ hiện trạng của năm 2020 là nó phần này đấy, và quy hoạch tầm nhìn đến năm 2040 và 2050 ấy thì toàn bộ khu vực về bãi biển về hiện tại bây giờ bãi biển khu vực về Xuân Vinh, Xuân Tự 1 và Xuân Tự 2 sẽ là lấn biển và làm các cái khu về ở đô thị, thì đô thị lấn biển. Thì anh chị hình dung là những anh chị nào mà đầu tư các bất động sản ở mặt biển khu vực Xuân Vinh, Xuân Tự 1 và Xuân Tự 2 thì trong thời gian tới sẽ không còn được lại là mặt biển nữa và thay vào đó là các cái khu nội khu của các khu về đô thị. Tiếp theo là khu vực về trung tâm của thị trấn về Văn Giá thì anh chị nhìn trên bản đồ quy hoạch thì cơ bản thì nó cũng không có nhiều cái thay đổi. Phần màu hồng này là phần về đất thương mại dịch vụ, màu vàng là đất về hỗn hợp. Cũng như tại cái khu vực này thì nó có một cái khu công nghiệp ở đây gọi là khu công nghiệp về Vạn Lương. Thì anh chị có thể tham khảo mà làm sao đầu tư những bất động sản ở quanh các cái khu vực này, đất xen kẽ ở khu vực này nha anh chị. Đối với lại khu vực về Bắc Văn Phong thì chúng ta sẽ chú ý đến một số vị trí quan trọng trong bản đồ quy hoạch mới đây. Thì đầu tiên đó là khu vực sân bay Charter thì hiện tại bây giờ theo quy hoạch mới bổ sung vào thì đối với cái quy hoạch về sân bay này thì nó lớn hơn và nó chủ yếu là nó làm về lấn biển và nó đối diện với lại khu vực về đảo Điệp Sơn nhé anh chị. Đối với cái khu vực này thì có trục đường, hiện tại bây giờ có các cái trục đường chính, ví dụ như trục đường về quốc lộ 1A thì cũ thì sau này sẽ quy hoạch là đường nội khu bao gồm từ 4 đến lại 6 làn xe. Tiếp theo nữa là khu là trục đường về Nguyễn Huệ thì hiện tại bây giờ thì đối với quy hoạch mới thì nó vẫn giữ
quy hoạch là từ 26 đến lại 36 mét về quy hoạch về đường Nguyễn Huệ. Ngoài ra thì còn có quy hoạch thêm hai trục đường song song với lại đường Nguyễn Huệ và quốc lộ 1A, đấy là trục đường bắt đầu từ khu vực là sân bay, trục chính là sẽ bắt đầu từ khu vực về sân bay, sân bay là bắt đầu từ điểm này. Trục chính thì đối với khu vực này sẽ quy hoạch từ 48 đến lại 60 mét, đấy là về quy hoạch của tuyến đường này là 48 đến 60 mét là bắt đầu từ sân bay và di chuyển sang khu vực về lấn biển, về Tu Bông, về Cổ Mã, và sau đó thì di chuyển ra khu vực về làm sao ạ, cảng trung chuyển, khu vực phía bắc là Bắc Vân Phong và khu phi thuế quan ngoài này anh chị. Ngoài ra thì cũng có một đường vành đai ven biển nữa sẽ bắt đầu từ khu vực về bắt đầu từ khu vực về sân bay, di chuyển lên đến lại khu vực về Tuần Lễ, Hoàn Ngang và kết thúc bởi khu vực điểm cuối là sẽ kết thúc tại cái khu vực là tái định cư về Vĩnh Yên nha chị. Thì đối với quy hoạch về khu vực về đất lấn biển tại cái khu vực này là quy hoạch về định hướng sẽ là cái khu đô thị đa chức năng cao cấp này, thương mại, về dịch vụ, sân bay dân dụng để mà phục vụ cho charter ở khu vực này. Bến thủy phi cơ sẽ được di chuyển lên khu vực về Tu Bông, Cổ Mã trên này nha chị. Ở đây sẽ tổ chức các cái hội nghị, hội thảo và du lịch. Thì anh chị hình dung trên bản đồ quy hoạch hiện tại bây giờ quỹ đất thực có tại khu vực này thì nó rất là ít, và anh chị có thể là lựa chọn những khu vực để mà chúng ta đầu tư, ví dụ như chẳng hạn như khu vực về Vạn Thắng này, Tân Dân 1, Tân Dân 2 tại khu vực này thì có thể là mình chúng ta sẽ lựa chọn những cái trục đường chính đi xuống khu vực biển này để mà làm sao mình đầu tư những cái bất động sản tại cái khu vực này, thì cái tiềm năng về tăng giá sau này nó cũng sẽ rất là lớn. Ngoài ra anh chị có thể là đầu tư những cái khu vực ví dụ như chẳng hạn như khu vực về trung tâm, về Tu Bông như này thì nó cũng khá là tiềm năng và nó gần với lại khu vực về bến cảng khu vực này, là về bến Hải Triều tại khu vực này. Tiếp theo trong quy hoạch khu vực phía bắc đấy là khu vực về đất lấn biển về Tu Bông, Cổ Mã và khu vực về bãi biển về Tuần Lễ, Hoàn Ngang. Thì như anh chị biết đấy, trên bản đồ quy hoạch ấy, thì chúng ta có thể thấy được lại là cái bề rộng của khu vực về Tu Bông, về Cổ Mã, tuyến Tuần Lễ, Hoàn Ngang này thì bề rộng khoảng lại 1 km, và cái chiều dài của nó thì dao động tầm khoảng lại 20 km, và nó bắt đầu từ khu vực về khu du lịch Đại Lãnh và nó đi ra đến khu vực về tái định cư về Vĩnh Yên tại khu vực này nhé anh chị. Thì đối với khu vực này thì anh chị để hình dung trên bản đồ thì chúng ta sẽ thấy được cái phần này là phần về hiện tại bây giờ là đang là cái eo biển, và định hướng về sau này thì quy hoạch khu vực này là đất lấn biển và xây dựng về đất hỗn hợp này, màu đỏ là đất về dịch vụ, về đất công cộng, và khu vực về bến du thuyền nó là sẽ nằm ở tại khu vực này, cũng như là màu hồng là đất về thương mại, về dịch vụ. Đối với trục tuyến đường về DT651 thì nó bắt đầu từ khu Đại Lãnh và đi ra đến khu vực là phi thuế quan, thì cái chiều dài của nó khoảng 20 km và quy hoạch từ 40 đến lại 60 m, 40-60 m. Thì đối với cái quy hoạch về khu vực về Tuần Lễ, Hoàn Ngang thì có quy hoạch thứ nhất là về cây xanh, về đô thị tại khu vực này, giữ nguyên vấn đề cảnh quan. Tiếp theo là phần màu hồng này là quy hoạch về hai phần phía hai bờ biển này thì sẽ quy hoạch làm sao là những cái khu về du lịch, về nghỉ dưỡng. Cái phần này màu hồng là về du lịch, về nghỉ dưỡng, bãi tắm, resort tại những khu vực này nha chị. Ngoài ra cũng có xây dựng về đất hỗn hợp tại các cái khu vực này. Đối với dọc cái tuyến đường về Tuần Lễ, Hoàn Ngang thì tại khu vực này thì đang hiện tại bây giờ trên bản đồ quy hoạch là quy hoạch về khu vực về ở đô thị, thì tại vị trí này thì hiện tại bây giờ anh chị có thể thấy là có khu vực về tái định cư về Vĩnh Yên nằm tại khu vực này là giai đoạn 1, và giai đoạn 2 là giai đoạn mở rộng sẽ là khu vực lấn biển xung quanh khu vực này. Tiếp theo là quy hoạch về khu vực
trung tâm nhất của cảng Bắc Vân Phong. Thì như anh chị biết đấy, thì trước đây cảng Bắc Vân Phong thì theo cái quy hoạch cũ thì được quy hoạch là cảng trung chuyển quốc tế, chuyên về vấn đề về hàng hóa. Nhưng mà tuy nhiên thì vì một vài lý do về vận chuyển về hàng hóa thì nó không được thuận tiện bằng cảng Nam Vân Phong, nên hiện tại bây giờ phía Nam sẽ tập trung vào vấn đề về cảng về trung chuyển về hàng hóa, chuyên về hàng hóa, còn phía Bắc sẽ tập trung về làm sao xây dựng về cảng hành khách phía Bắc nha chị. Thì cái phần màu tím này là quy hoạch về làm sao các cái bến du thuyền và đón du thuyền các cái tàu 5 sao cập cảng tại khu vực này. Đối với khu vực về hiện tại bây giờ hiện trạng khu vực cảng hành khách Bắc Vân Phong thì toàn bộ dân cư tại khu vực này dự kiến sẽ được di dời hết toàn bộ và di chuyển vào các cái khu về tái định cư và lấy đất để mà làm sao giải tỏa mặt bằng để mà phục vụ cho các cái khu, ví dụ như khu về ở đô thị cao cấp là một hàng đô thị biển cao cấp. Cái thứ hai nữa là khu vực về đất hỗn hợp ở đây. Khu vực đất hỗn hợp ở đây thì bao gồm về thương mại, dịch vụ này, vui chơi, giải trí, resort cũng như là khu về mua hàng miễn thuế quan, phi thuế quan, nó nằm tại khu vực này nha anh chị. Thì sau này dự kiến nó sẽ là một khu vực rất là sầm uất, các cái tàu về du lịch 5 sao nó sẽ cập cầu cảng ở khu vực này, bến này, sau đấy là di chuyển vào các cái khu vui chơi giải trí trong này, casino cũng sẽ đặt tại khu vực này. Đối với lại cái tuyến đường mà DT651 thì bắt đầu từ tuyến đường DT651 này thì có một tuyến đường mở rộng khu vực này, thì hiện tại bây giờ cơ bản đã hoàn thành rồi và trong tương lai sẽ xây dựng một cái tuyến đường di chuyển đến các bãi như là bãi lách tại cái khu vực này. Thì đối với cái khu vực này thì hiện tại bây giờ cũng đang quy hoạch rất là đẹp, bao gồm là quy hoạch về đất, về thương mại, về dịch vụ, du lịch ở đây nha anh chị. Đối với những cái vị trí này thì cơ bản sẽ được xây dựng các cái resort về nghỉ dưỡng. Còn phần màu vàng này là phần về đất hỗn hợp nha anh chị. Và trung tâm của khu vực về phía Bắc Vân Phong về du lịch, về nghỉ dưỡng, tức là ngoài vui chơi giải trí, casino, khu mua hàng miễn thuế quan tại cái khu vực về cảng Bắc Vân Phong này, thì đảo Hoàn Lớn là một khu vực về trung tâm vui chơi mang tính chất là rất là biệt lập tại khu vực này. Dự kiến tại khu vực này sẽ xây dựng những cái sân golf rất là lớn và rất là đẹp tại khu vực này. Thì anh chị nhìn thấy trên bản đồ quy hoạch thì khu vực này cái phần màu vàng và màu xanh xen kẽ này, đây chính là khu vực về xây dựng về sân golf, và cũng có xây dựng các cái tuyến đường để mà làm sao kết nối được đối với những cái khu vực đất hỗn hợp này, bao gồm là du lịch, vấn đề về nghỉ dưỡng, các resort, biệt thự ở trên đồi, trên núi một cách biệt lập nhất. Đối với đảo Hoàn Lớn này thì có xây dựng cái tuyến đường tuyến đường về bao xung quanh khu vực về đảo Hoàn Lớn, và nó kết nối gần như là tất cả các cái khu vực gọi như là màu hồng này là khu vực về sẽ đầu tư về resort, nghỉ dưỡng và homestay tại khu vực này nha chị. Đối với khu vực về Bắc Vân Phong này, tiềm năng về du lịch rất là lớn, thì để mà anh chị đầu tư khu vực phía Bắc này thì anh chị có thể là đầu tư những cái phân khúc, ví dụ như là lựa chọn những bất động sản tại khu vực về tái định cư về Vĩnh Yên, thì giá tái định cư tại khu vực Vĩnh Yên thì nó dao động tầm khoảng lại 25 đến 30 triệu đồng trên 1 m², với diện tích thì từ 100 đến 150 mét. Ngoài ra thì ngoài đất về tái định cư thì anh chị có thể là cân nhắc mình đầu tư lựa chọn đến những cái bất động sản ở khu vực về đảo Hoàn Lớn. Thì cơ bản về đảo Hoàn Lớn thì hiện tại bây giờ thì giá đang rất là rẻ và rất là tiềm năng tại khu vực này. Tuy nhiên thì rất nhiều nhà đầu tư chưa có cái cơ hội để mà đặt chân đến khu vực này để mà làm sao khảo sát và tìm hiểu về đầu tư. Thì đất ở ngoài đảo, khu vực đảo Hoàn Lớn này thì nó cũng cơ bản giống như trong đất liền, cũng bao gồm là đất thổ cư, giá có thể là từ 20 đến lại 30 triệu đồng trên 1 m², hoặc là những cái đất về cây lâu năm và xen kẽ một chút là đất rừng sản xuất và đất làm sao thổ cư, thì giá dao động từ 2 đến lại 5 triệu đồng và đang còn rất là rẻ. Và cái tiềm năng trong tương lai, ngoài cái việc mà anh chị đầu tư với bất động sản, thì anh chị có thể là chính là khai thác cái dòng tiền trên cái khu vực này. Đấy là anh chị có thể là lựa chọn những bất động sản mà ven mặt biển, tức là mình lựa chọn những cái vị trí làm sao mà có thể là đầu tư về làm sao du lịch tại đây được. Tức là chúng ta sẽ xây dựng những cái mô hình ví dụ như homestay,
ở mặt biển hoặc là cái khu vực về resort nếu như anh chị có vốn lớn để mà anh chị đầu tư. Ngoài ra có thể là khai thác về vấn đề du lịch, có thể là vừa khi mà khai thác như thế thì nó có một cái hay là làm sao cái giá trị của lô đất của anh chị ngày càng tăng lên, có thể là tăng 2 đến 3 lần trong một thời gian ngắn, cũng như là anh chị có thể khai thác được cái dòng tiền đều đặn về hàng tháng từ cái việc mà khai thác du lịch ở khu vực này. Cuối cùng là khu vực về khu du lịch Đại Lãnh, thì đối với khu vực này thì hiện tại bây giờ phần màu hồng là phần sẽ quy hoạch lại về đất về làm sao du lịch đại diện. Thì trước đây thì khu du lịch Đại Lãnh thì hiện tại bây giờ thì nó chưa được cải tạo một cái cách bài bản nhất, nên là du lịch ở đây thì nó chưa được phát triển. Nhưng mà tuy nhiên về trong tương lai nếu như mà được đầu tư bài bản cải tạo và đẹp thì hứa hẹn được là khu Đại Lãnh đó là cũng là một trong những khu du lịch rất là sầm uất và đón được rất nhiều các du khách ở trong nước cũng như là du khách về nước ngoài về đây để mà du lịch về nghỉ dưỡng. Phần màu hồng là phần về đất du lịch. Phần màu này là hiện tại bây giờ là đất dân cư hiện trạng, thì anh chị có thể là lựa chọn những bất động sản tại khu vực này, đất tái định cư tại khu vực này để mà anh chị đầu tư. Ngoài ra thì khu Đại Lãnh thì có một số quỹ đất về đất rừng sản xuất tại khu vực này, thì anh chị cũng có thể là tham khảo nghiên cứu để mà làm sao mà chúng ta đầu tư và khai thác và vận dụng cũng như là đầu tư phát triển những cái mô hình, ví dụ như chẳng hạn như là homestay tại khu vực này thì nó cũng rất là tiềm năng. Thì vừa rồi đó là phần phân tích quy hoạch của khu kinh tế Vân Phong mới nhất đối với cái bản đồ quy hoạch mà Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa trình lên Bộ Xây dựng để mà được thẩm định như là đợi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời điểm sắp tới và dự kiến có thể là thông qua tại cái kỳ họp của Quốc hội đang diễn ra nha anh chị. Thì nếu như mà anh chị có những cái phản hồi ý kiến như thế nào thì về bản đồ quy hoạch này thì có thể là cho team Map biết bằng cái cách là làm sao để lại những bình luận ở dưới phần video này, hoặc có thể là liên hệ với team Map để mà làm sao mình tham khảo về bản đồ quy hoạch, cũng như là có thể là được hỗ trợ về kiểm tra một số cái vị trí tiềm năng trong tương lai khi mà anh chị về đầu tư. Và cảm ơn tất cả anh chị đã lắng nghe video ngày hôm nay.